Quay. Mới sáng sớm làm trò điên trò khùng gì ở đây vậy? Bà không thấy hả? Cái này là Samsung Galaxy Note 20 Ultra mới nhất của Samsung đó. Nè. Kính cường lực xịn nhất thế giới đó nha. Có gì hay? Đẹp không? Ừ thì cũng đẹp. Thôi đi làm đi. Khoe khoang. Mấy đứa nhiệm vụ mới nè. Ghi chú thật kỹ, chị sẽ đi trong vòng 5 phút. Bạn sẽ phải giao deadline cho tôi trong vòng thứ 6 tuần này. Ok chị. Nãy giờ sếp nói gì vậy, tôi ghi không kịp gì hết trơn á. Tôi cũng không có ghi được nhiều bà ơi, mà nhờ có tính năng này nè. Nè bây giờ tôi bật lại cho bà nghe nha. Trong quý 3 chúng ta sẽ tập trung phát triển mạnh đội ngũ nhân sự của công ty. Cụ thể là các bạn phải phát triển 3 phần: kiến thức, thái độ và kỹ năng. Đối với 1.328 nhân viên mới tuyển vào, các bạn phải lập kế hoạch đào tạo kiến thức, quan sát thái độ và phát triển kỹ năng như thế nào cho hiệu quả và tiết kiệm nhất. Rồi đó. Thôi, cái này hay quá à. Bắt đầu thích rồi đó nha. Thích thì mua đi. Để suy nghĩ cái đã. Ê, bà có biết fanpage Samsung Training Academy không? Biết chứ, chàng đó hot mà. Nghe nói có cuộc thi dĩ trởn mà ơi. Cuộc thi thám tử tài ba. À, giải thưởng lên đến 150 triệu lắm á. Ồ, sao mà được thì đầu tư ghê ha. Ừ. Giải thưởng lớn giả mang. Mà công nhận fanpage đó toàn là trai xinh gái đẹp không ha? Đúng, đúng rồi. Toàn trai xinh gái đẹp không à. Ê, mà sao không thấy bà xếp sim la đâu ha? Bình thường giờ này là thấy cái mặt của bà rồi. Đúng rồi đó. Ê, bà nhắn tin. Cái gì đây? Gì? Mới nhất mà bà đã nhắn rồi. Cùng nhau thứ gì? Rồi xong. Bắt đầu làm phải tiếp thôi. Trời ơi, có 10 phút sao mà làm kịp đây? Lẹ lẹ lên. Ok, xong. Xong rồi hả? Ờ. Xong lại vậy? Nhờ cái Samsung Note nè, mà tôi có thể chỉnh sửa file PDF trực tiếp trên này luôn á. Nghe vậy? À mà còn nữa nha, tôi có thể trình chiếu file trên cái màn hình á, mà không cần kết nối dây luôn. Cũng như không có đem theo laptop gì luôn á. Wow. Rồi một ngày á, bà Simla bà gửi biết bao nhiêu là tài liệu, làm sao mà sắp xếp trong này được? Bà yên tâm đi, tại vì Samsung Note nè cho phép bà tạo thư mục nè để bà sắp xếp nè, bà kéo file và thả vô từng thư mục rất là nhanh chóng và dễ dàng luôn. Hay vậy? Người lỡ tôi đi ra ngoài tôi quên laptop sao? Bà đừng có lo, tại vì á Samsung Note nè nó đồng bộ lên máy tính bảng nè, lên điện thoại nè, rồi lên laptop của bà luôn, bà bất cứ nơi đâu bà cũng có thể lấy được hết trơn. Trời sao hay vậy chị tôi với? Chạy nó lại được kìa bà ơi, bà à, làm đi chứ. Quên mất. Chửi vợ. Chưa mà ai bật nhạc to vậy trời. Trái rồi phải, trở về. Phải rồi trái, ứng dụng gần đây. Lên rồi xuống, về trang chính. Xuống rồi lên, lựa chọn thông minh. Lắc lắc lắc, viết lên màn hình. Yeah yeah yeah. Trời chơi lắm, trò khung điên gì vậy? Tôi đang tập thể dục với cử chỉ không chạm trên mút SP luôn nè. Thú vị không? Khùng. Trái rồi phải. Trái rồi phải. Trở về.